Mình đã cùng các YouTuber tạo ra server Minecraft Real Life SMP. Đấy sẽ là một thế giới vô cùng khắc nghiệt cho tất cả mọi người khi tham gia. Mong rằng là bạn sẽ ủng hộ mình cũng như các YouTuber khác trong server Real Life SMP này. Đừng quên rằng là ấn like và comment cũng như đăng ký kênh để cổ vũ tinh thần cho bọn mình nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái thử thách rất là xịn sò bạn ơi. Đó là mình sẽ đi tiêu diệt 100 con rồng. À không, mình sẽ đi nuôi 100 con rồng. Đấy, nói là đi tiêu diệt bởi vì mình là cần kiếm trứng các bạn ơi. Đấy, nhưng mà chưa chắc rằng là tiêu diệt 100 con rồng là sẽ được 100 quả trứng. Đấy, có thể là hơn hoặc là có thể là ít hơn. Đúng, đúng. Đấy, thì mình sẽ cố gắng là sở hữu tất tần tật những cái loại trứng rồng này. Đấy, 100 con, 100 quả trứng. Chả lẽ lại không rơi ra được hết đống này đúng không? À, mình đang nghĩ cảnh tượng sau khi có được trứng rồng nhá. Cái cảnh tượng đi nuôi chúng à, như trở nên gọi là lên stage 5 ở độ tuổi 5 mà siêu to khổng lồ ấy. Thì lúc đấy mới là khó bạn ơi. Thôi, bây giờ bắt đầu tìm ở khu vực này. Đấy, nói chung là khu vực này là mình chưa tìm bạn ơi. Chúng ta sẽ đến với con rồng đầu tiên. Con rồng bà rôn các bạn ạ. Trời, nó còn trồng mông ở đây nữa. Quá yếu. Đánh có 3 cái chết queo các bạn ơi. Quá yếu à, không biết là con rồng yếu hay là do mình mạnh nữa bạn ạ. Nó gọi là quá yếu thì đúng hơn. Thôi được rồi. Để xem nào, có quả trứng rồng. Trời ơi. Tôi gọi là không cần. Hình như là nó không cho mình quả gì các bạn ạ. Ờ, nó cho mình quả tim các bạn ạ. Thôi được rồi. Để mình thử ngồi xuống các bạn nhé. Ngồi xuống nè. Không có quả gì. Còn cái nịt. Ngủ à. Dậy đi bạn ơi. Dậy đi bạn ơi. Trời đất ơi, bảo dậy đi bạn ơi mà như nằm đấy. Từ từ vứt hết đống rác cả đã. Như tính ra đi tìm trứng rồng thì chỉ chán mỗi cái là chúng ta sẽ phải vứt rác liên tục. Không có gì các bạn ơi. Trời đất ơi, đừng nói không có gì nhá. Hai con đầu tiên là à đây 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 đây. Rồi, lại là trứng rồng gray. Hay quá. Như hay quá trời quá đất luôn bạn ơi. Mày chứ cắn không? Hết rồi đấy. À, chúng ta được một quả trứng rồng gray các bạn ạ. Thường thì mấy cái hang tự nhiên này hay có lắm này. Mình cứ đi vào mấy cái khe này là tỷ lệ có. Đây rồi. Đã bảo rồi, nhìn phát thấy đá này là phải luôn này. À, nó lại hợp lý luôn. Rồi, cháu thứ ba. Đấy, núp xử lý các bạn ơi. Cháu này cháu gì đây? À, nếu đen thùi chuỗi này. Đen chùi chuỗi này. Hai đánh ba đánh chết luôn. À, như bảo rồi. Gặp côn nhị khúc là ông không ngáp. Emerald. Yes. Hai quả luôn các bạn ơi. Hai quả luôn, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp sinh đôi đấy nhở. Rồi. Ok, tạm thời mình cứ cất đây. Đây, à đây, mấy cái quả trứng này hôm nào có đây. Thế nên ra mình cứ để đây, bao giờ đủ 100 quả ấy, chúng ta tính tiếp các bạn ạ. Emerald à. Ui đây. Con này hai quả trứng. Ui. Ui ơi. Cái này là rồng sinh. Úi xời ơi, chúng có chim chuột ở đây các bác ạ. Chúng mày chim chuột ở đây à. Trời ơi. Hai ẻm ở cùng nhau các bạn ơi. Thôi nếu bình thường rồng sinh ba bây giờ rồng lại ở cùng nhau một đôi một cặp ấy, tình cảm thớm nhờ. Cái gì đây? Ui rồi. Như tình cảm tình yêu thớm nhờ. Thôi được rồi. Như thực ra đây là hai con cái. Chắc là chồng cử cho là ăn ở đây thì chỉ ăn mới đẻ ở đây thôi. Đấy, rồi ok. Hình như là không có gì các bạn ạ. Rồi được rồi, không sao. Mong là con này cho mấy quả đi. Trời ơi, hai lần đầu tiên luôn đấy. Lần đầu tiên mình thấy hai con rồng nó ở cùng nhau luôn đấy. Rồi, chúng ta có một con rồng red. Yes. Ngon. Ngon lành kinh đào. Bên này cho mình thêm một quả trứng rồng red nữa này. Ngon. Như rồng red là hơi bị hiếm nha. Hết rồi đấy các bạn ạ. Ok. Ôi trời, quá đơn giản. Quá đơn giản, nó gọi là quá đơn giản. Gì đấy mày? Không cho trứng rồng à. Trời đất ơi, có vẻ như con rồng này nó nó không bao giờ cho trứng các bạn ạ. Khó chịu vô cùng. Ui, con này có cái gì đây? Bác này ở đây nghiên cứu rồng à. Trời đất ơi. Úi dồi ôi. Emerald đổi lấy xương này. Hơi đắt. Trời đất ơi. Không ăn thua lắm. Rồi. Như để cháu đi đào hang rồng tiếp các bác ơi.
Trời ơi, tính ra là cách từ đây qua bên kia cách có mấy block. Trời ơi, lại thêm một con rồng nữa. Ngon lành cành đào, ngon lành cành đào. Rồi, để... Ai à, mày đập ai đấy? À, con chôn Việt Nam này mày đập ai đấy? Từ từ từ. Mày đập ai đấy hả mấy con này? À, để mình xử lý con chôn Việt Nam này, láo. À, con này từ từ, con này từ từ, con này từ từ, con này nó sẽ khiến cho mình bị ngáo đấy. Nhờn này, rồi. Quá đơn giản, à. Còn chưa kịp vứt block đã kiếm được hàng rồng tiếp theo rồi. Như quá là ảo ma thật đấy chứ. À, con nào đấy? Nghe tiếng nó hút hút nha. Nghe là tiếng nó hút hút nha. Rồi, để mình gọi là ấy xem nào. Đây là rồng Emerald. Thường thì mấy hàng rồng này to này nó sẽ có trứng này. Đấy, tôi nhìn thấy trứng rồng ở đây. À, đâu rồng? À, định nổ trứng rồng của đại ca. No. À, quên mất là mấy cái vật phẩm nó rơi dưới đất này không nổ được. He he. Quá đơn giản. Rồi, chúng ta đã có thêm được một dòng bờ zone. Bờ zone nè. Không thấy con nào sinh ba luôn. Ông nọ mình kiếm được cái con đẻ ba quả trứng là đẳng cấp ấy. Emerald với chúng tôi này, nhanh gọn lẹ. Không nói nhiều à, như thu hoạch trứng rồng ngay và luôn. Rồi, tôi thấy quả trứng rồng bờ zone rồi. Tôi đã thấy quả trứng rồng bờ zone nè rồi. Rồi, một quả duy nhất. Không có quả thứ hai luôn à. Rồi, đây. Để mình lao vào tận con này luôn các bạn ơi. Cho nó nhanh, nó nóng hổi là như tính ra cũng gần. Chứ giờ nó hướng nào ta? Còn chưa biết nó đang hướng nào đây. À đây rồi. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Không đi thì mà ta cũng ghi điểm. À, xương. Tiên thể trên đường đi là mình cứ gặp ở chỗ nào là có xương là mình cũng lượm luôn các bạn nhé. Ờ, mình lượm luôn đi để có gì là chúng ta còn... mấy con này nó chuyên gia, nó phá đám à, như rồi ok, tưởng gì dám ba mấy con này, núp làm gỏi hoài luôn đấy như. Quan trọng là chúng ta được my god gray. Ok, tính ra mình không còn thiếu rồng gì nữa nhá. Vest có, Emerald có, cái này có hết rồi nha. Ờ, chắc là mình cứ tìm một dương ấy đi, một dương Suker của các loại dòng ấy đi các bạn ơi, các loại dòng lửa đi nhờ. Đấy, đây là con Sliver là dòng băng. Đấy, để mình cứ tìm một dương Suker đi, xong tí nữa mình đổi chỗ khác các bạn đây. Chú rồng tiếp theo thì mình đào xuống dưới các bạn ơi. Rồng đen là đèn rồng. Ok các bạn ơi, đâu tiêu diệt mấy con này đã, mấy con. Được hết up diamond luôn à, như thì nhà cái nhẫn đề kháng bây giờ nó cũng chả có tác dụng gì đối với mình lắm. Ai lượm xem được quả trứng rồng gì không các bạn ơi, chưa thấy quả nào rơi ra luôn nha. Gì vậy chuột cay thật, mấy con này nó rất là khó chịu luôn đấy. Rồi ok, thêm một quả trứng rồng gay nữa. Thêm một trứng rồng red nữa, hay quá. Yes, đẻ sinh đôi luôn bạn ơi. Uầy, nhờn với chúng tôi vẫn kịp thở lửa bạn ơi, rồi nếu mình nhảy xuống không kịp. Vẫn kịp thở lửa luôn à, ảo thật đây. Số mày cũng hên đấy, vẫn được thở trước khi chết. Đây. Gì đấy? Con gì nó ném cái gì ấy? Rồi ok, thêm một quả rồng gọi là red rồi. Ngon luôn các bạn ơi, à, ngon luôn. Tính ra dòng red này hiếm nha. Mình thấy là dòng red này hơi bị hiếm đấy. Rồi ok, hết rồi đấy. Rồi nó đẻ mỗi quả buồn thật đấy. Rồi ok, nha, bỏ vào đây các bạn ơi. Đấy, ui, sắp được một dương Suker đấy. Ừ, rồi, nhưng mấy tiếng đồng hồ được chưa đầy một dương Suker thì bao giờ được 100 quả. Mỗi cái xương này là được 27, hai mấy. Quá đơn giản. Quá chi là đơn giản. Mỗi tội là không biết là trứng rồng thì nó có cho mình đơn giản hay không. Rồi, khi nào nó cháy không ta? Không có một quả gì luôn. Trời đất quý thần ơi. Ngay đây luôn ạ, à. Ngon thật sự. Ngon thật thịt, ngọt thật xương. Ngon từ thịt, ngọt từ xương, đánh không cho kịp thở luôn. Ngon từ thịt, ngọt từ xương, đâu xem nào. Ê à. Và. Và.
Hình như đây là hội rồng FA ở với nhau sao ấy. Hai con rồng đực ở với nhau không có một tí trứng rồng luôn. Hảo thật đấy. Tính ra là mình có cái phần mềm mà dò được hang rồng khá là hay. Như đỡ phải mất công là đi đào bới khổ cực như vừa nãy. Bây giờ là cứ đi để hướng chết dở rồi cái phần mềm. Đây phần mềm chuột. Như đấy, người ta gọi là đánh hơi thấy mùi rồng. Rồi. Giờ này thì thịt nó thôi, tầm này. Thịt nó rồi, mỗi tội nó không dò được đâu là con rồng đực, đâu là con rồng cái thôi. Ảo thật đây, nó mà dò được thì tôi đỡ bị khổ. Rồi. Ok các bạn ơi. Rồi, tôi thấy một quả trứng rồng red rồi. Ngon. Tuyệt vời. Dậy đi ông cháu ơi. À quên gọi gì bà cháu ơi chứ nhầm. Nên gọi ông cháu ơi là nó khỏi đẻ luôn đấy các bạn ạ. Lại đi bà cháu ơi. Lại đi. Trời ơi, gọi ông cháu nó không cho trứng luôn nè. Trời đất ơi, cái con rồng này nó đi chạy. Nó đi chạy bớ bạn. Mày đi chạy à? Hả? Láo thật đi. Nó spawn ở cái gần cái tòa tháp sao ấy? Hay cái hầm mỏ bạn ơi. Ảo thật đấy, mày định chạy á, không có được đâu. Tao đi cả ngàn cái số ở đến đây để kiếm ngoài mà mày chạy là chết. Dở rồi. Từ chứ, đâu sao nào. Rồi, thấy quả trứng rồng Emerald rồi, hay quá. Cuối cùng đi 1000m và được đền đáp rồi. Hết chưa? Như hết rồi các bạn ơi. Tỉnh dậy đi. Ok, rồi lại ngủ tiếp đi. Trời ơi, hay quá, Emerald. Ba cái hang rồng gần nhau luôn các bạn ạ. Đây là như một con rồng đỏ này. Còn một con rồng nữa thì hình như ngay bên cạnh mà như cái phần mềm báo thuế bạn ơi. Đây, ok. Phần mềm phát hiện hang rồng. Đi nơi nó kêu tít. Ô, đời ơi. Một quả trứng. Hết chưa ta? Hết rồi các bạn ơi. Uầy. Rồng red lắm nhờ. Nếu bắt đầu thấy là cảm thấy rồng red nó lắm thật sự luôn đấy. Đây, tiêu diệt con úi giời ơi này các bạn ơi. Cũng là rồng red luôn à. Lắm thật sự. Lắm dữ dằn. Đây rồi, có con này. Mày đập ai? Con này là con gì? Như mày bán ai? Tuổi. Tính ra mình cũng chả chịu kiếm ấy đâu. Kiếm xương được bạn ơi. Thôi để lúc khác. Để lúc khác. Rồi ok, một quả trứng rồng baron. Và chúng ta có thêm ok, chúng ta không có thêm gì nữa bạn ạ. Lại là rồng đỏ. Lại là đồng rồng đỏ bác ạ. Như lại là rồng đỏ luôn. Được cái gì không? Hình như tỷ lệ con rồng đỏ nó không có đẻ các bạn ạ. Nó thật làm cái gì? Triệt sản nó rồi à? Này. Triệt sản nó rồi à? Trời, không đẻ một cái gì luôn. Tỉnh dậy đi mà ăn côn vào đào. Trời ơi. Đúng con này chỉ là con rồng đỏ, con rồng đực thôi bạn ạ. Ấy. Không đẻ luôn. Cay. Đen à? Màu đen à? Màu đen thì được cái gì nhỉ? Màu đen. Trời ơi. Màu đen thì được cái nịt. Trời ơi. Lại đỏ. Đùa. Tôi ngửi thấy mùi màu đỏ là nó là rồng. Thôi mấy bác người dân. Mấy bác người dân chúng đi này, hóa dung ba hết à? Trời ơi, tôi biết ngay mà. Quỷ thần ơi, tôi biết ngay mà. Lại là mày. Đỏ hoài dây. Trời đất ơi. Đây rồi, tôi thấy rồi. Tôi thấy trứng. Trời ơi. Đó mãi mới kiếm được cái quả Emerald này, như 4-5 con à. Ui.
Rồi 46, ok, 6 quả nữa, một dương su cơ. Đây là 27 rồi này. Ở đây là 18, 19, 20, 21, 22. Ui, thế tính ra là còn nốt con này nữa thôi. Nốt con này nữa thôi là mình đủ rồi đấy các bạn ơi. Đấy, ui, tính ra hang rồng này ngay bên trên luôn. À, không biết ai lượm trứng rồng hay chưa nữa các bạn ạ. À. Được rồi, ai lượm mình lượm. Trời đất ơi, tối. Ui, chưa lượm bạn này. Chưa lượm thì mình xin. Trời ơi, con này trâu đấy. Con này trâu đấy. Ui, cái hang rồng nó to nhá bạn. Ui, to này, to này. To này, mấy chúng tôi này. Đấy. Tính ra là chúng ta đã đủ 50 quả trứng rồng lửa rồi. Đầy đủ các thể loại rồi. Đâu rồi, xem nào. Úi trời, đừng nói hai quả. Trời, xong rồi. Nói trước bước hôm qua rồi các bác ạ. À, nói trước bước hôm qua rồi. Nào, làm gọi nốt con này. Ui, rồng đen nè. Đen với chúng tôi này. Đen này, đen này. Sau này bọn này trâu hơn mọi khi à? À, như tính là này trâu hơn mọi khi à. Đâu rồi. Này chắc là to hơn các bạn ơi. Trời ơi, nó lác. Nó lác các bạn. Ôi đây ơi, hay quá, lại là rồng bờ rôn các bạn ơi. Thôi được rồi, đầy đủ trang thiết bị sản phẩm rồi. Từ từ nhà mình leo đây các bạn ơi. Tính ra hàng rồng này ngay ở bên trên mặt thôi. Đây, để mình đào này đã. Đây, đây là gọi là sắp xếp lại. Ok. Bên này, ơ không phải, nhầm. Ôi chết sớ rồi. Ô ô, nó lắc à? What? Ủa? Ủa? Chết giả rồi, đi đâu rồi? No. Từ từ nhá, hay là nó bị lắc vừa lấy mình đào nó chưa? Rồi, xong rồi, nhanh quay trở lại chỗ cũ. À, như chắc là nó bị lắc cái đâm ra là nó chưa chui vào kho đồ mình. One hour later. Trời ơi, may quá, nó vẫn còn ở đây. À, nó bị lác nên mình quên, mình ấn ngồi xuống mình tưởng nhặt rồi đấy các bạn ấy, nó lác dã man. Rồi. Đây, tổng cộng là mình đã đủ 50. 50 quả trứng rồng đây tính ra tính ra cả sliver ạ. À. Chết sợ rồi, đây tính ra cả rồng sliver là mới đủ 50. Ui, thế này còn thiếu hai nữa bạn ơi. Còn thiếu hai nữa. Thôi, để mình đánh nốt đi hai quả rồng lửa đấy bạn ơi. À, như đấy là nó 50 là 50 tính cả dòng lửa. A few moments later. Ơi, xin chào hai vị huynh đài. Chào Dĩ Xu huynh. Có ai ở đây có hai quả trứng dòng lửa không? Ta còn thiếu đúng hai quả. Còn hai trứng. Hai trứng à? Mà trứng dòng người à? Đâu vị huynh đài này, đâu một đâu. À mà thôi bây giờ ông mua bán biết mua bán gì không? Ui gray à, dòng gay à. Thôi bây giờ còn gì mua bán nữa, cho nhau đi. Đây xem nào, ta đây là có 22 thẻ chứ cái này hai quả trứng rồng băng ảo thật đấy. Sư huynh đang làm kế hoạch sinh đẻ nhiều trứng rồng à. Ta định nuôi 100 con rồng. À 100 con à. Tính ra ta tìm được 50 con rồng lửa rồi. Ui ôi. Ở đây còn 50 rồng lửa, 50 rồng băng à. 50 lửa, 50 băng, 50 con lên rừng đấy, 50 con xuống biển đấy. Đây có 27 rồi. Thế thì qua bên cụ banh nghe bảo có cho đẻ rồng á. 17. Có đẻ trứng đấy. 18, 19 ở đây. Ui, đây thiếu một nữa thôi. Đây thiếu một nữa thôi. À, như thiếu một quả nữa thôi. Ảo thật đấy. Thiếu đúng một quả thôi mà. Thôi được rồi, để ta sang nhà thanh niên đấy. Thanh niên đấy không online à? À có thanh niên mạnh xít online, để ta sang hỏi xem. Rồi qua nhà hỏi thử đi. Đâu có cái cột dịch chuyển đâu nhỉ? Đây này trong góc này này. Đâu? Đây. Trời ơi, giấu kỹ quá nè. Nhà anh đi này buôn bán rượu nè, có món uống rượu qua đây uống. Ok, thế nhá. Trời đất ơi. Ê, Vinh này ơi, nhà còn trứng rồng không nhỉ? Cho ta hỏi còn trứng rồng không? Còn nhưng mà... Đâu? Của sư anh Vanh. Không sao. Đâu xem nào còn mấy quả đây. Ui ơi, rồng ngoài. À đây ơi, rồng ngoài ta không cần, nhưng mà rồng gay là tao cần này. Rồng gay mà như ta đang cần đúng một quả duy nhất thôi. Đấy. Ok thôi anh ơi. Thế là ta đủ như 50 quả trứng rồng. Ui. 50 quả trứng rồng. Mũi mà như ta định làm ở đây là 27. 27 bên này là phải gọi là 23 nữa đúng không? 18, 19, 20, 21, 23. Đúng. Ui dư luôn rồi chứ. Dư luôn đi. Rồi. Ta cảm ơn nhé, như ok, ta đi tìm như từ giờ đến ngày mai ta tìm thêm 50 quả trứng rồng băng ở đây. À, kiếm rồng băng khó thật đấy các bạn ạ. Tính ra là rồng băng nó khác với rồng lửa là chỉ có vùng đất băng mới có thôi. Thế nên là nó khoai điều đấy các bạn ạ. Ok, rồi, con đầu tiên, con này chết chưa đấy? Như tưởng chết rồi cơ. Rồi ok. Bay quá trời bay luôn mà mới kiếm được các bạn.
một quả trứng rồng Sliver. Sliver lắm thật sự luôn bạn ơi. Quá đau lòng kiếm được Sliver. Gì đây? Ta bị sao đấy? Nên mấy con ối trời ơi này, tuổi gì mà đòi ngáng chân ta vậy? Rồi ok. Từ từ nha, vứt cẩn thận nha. Thôi được rồi, cứ để đây đi. Cứ để đây xong rồi chúng ta sẽ gọi là đi một lèo bạn ơi. Chả có cái gì luôn, vắng tanh như chủ bà đanh luôn. À, hóa ra là mày. Hai sao, ây à, nó bắn cái hiệu ứng gì giữ chân khó chịu thật. Mày bắn này, cái gì đây. Trời ơi, toàn cái tàu lao không à. Ôi, té. Được quả cái cúp này thì đào nhanh phê bạn ạ. Tập trung nào các con nợ. Nào, tập trung. À, ai nợ gì, ẩu rồi đó. À, Vinh này không nợ, ừ, nhầm, ta nhầm. À, như đâu rồi, thanh niên khủng long này. Thanh niên khủng long này, thanh niên mạnh dít, thanh niên tân mà là nợ ta đúng không? Nợ gì? Ơ, nợ mà, ta nhớ thanh niên này có nợ mà. Ta trả rồi mà. Trả đâu ra mà, như... Trả rồi, ta chỉ thêm cái kia, ta nhớ là có khi nợ mà nhỉ. Thanh niên này là chắc chắn nợ này, còn thanh niên này hồi đấy lấy cuốn sách gì là cũng nợ đúng không nhỉ? Có hả ta? Có, ta nhớ là nợ mà, ta như đấy giờ quên được cái. Ta hôm nay ta đã nghĩ ra việc là ta cần để trả số nợ ấy rồi. Thanh niên bị ngô nợ. Ờ, thanh niên đấy không theo online luôn nè, con nợ đấy trốn rồi. Thôi được rồi, tóm lại là bây giờ ta là đang cần thịt rồng, thịt để chăn rồng. Thế là mà ta cần các vị huynh này đi kiếm xương. Đấy, kiếm xương, xương và kiếm thịt. Ok, xương với thịt thôi chứ gì. Ờ, đơn giản mà. Ê, đấy. Đưa xương luôn được không? Có bao nhiêu mà nói, có bao nhiêu? Một dương xương cơ. Ê, không, một dương à, một dương có đủ không ra mà. Ê, đủ. Một dương xương thế này. Có thịt không? Có thịt không? Có, để đang nuôi một đàn cừu chắc đủ đấy. tí nữa để thôi được rồi đấy. Thôi bây giờ thì thôi thì vừa làm giúp ta đây một xương su cơ xương nhá, với cả một dương thịt. Trên nhà Hà Niên Văn nhiều thịt mắc cá lắm. Đâu lên xem nào. Hà Niên nó nuôi mà. Đâu lên xem nào này con. Sử chết của anh ấy thì sao? Thầy ta nuôi 100 con không biết ta cần bao nhiêu đây. Trời ơi. Ui giời ơi, nuôi mấy cái con này nhìn trông nó bẩn như đâu. Đâu nhà thanh niên này có nhiều không? Đâu xem nào. Toán cái gì không à? Hại như đưa cho. Thanh niên này không có. Không phải trong đó, đi theo ta nè. Đâu? Đâu? Ý là thanh niên cất ở dương từ xem con không? Đâu? Ở đây không có. Đâu? Dưới này. Đây gì? Đấy, không ta biết thanh niên nuôi ở đây mà. Uầy. Có cái đuôi này nè. Nhưng mà mấy con này không cần chăn nó tự đẻ à? Không, thanh niên nó chăn ói luôn. Cái đuôi này nè. À, giờ ta mà giết thì thanh niên ấy khóc thét quá. Ui, Shiba. Mới liền. Được quá nhờ. Shiba đây này. Thì này được đấy, có vẻ hợp lý này. Rồi, như nuôi thế mà có tết đi. Như cái này, ui, cái này chăn bằng gì đó để ta ngồi đây ta chăn hộ cho. Như bằng lúa. À, chỉ bằng lúa, tất cả lúa à? Đúng rồi, tất cả lúa. Mấy cái con châu te này thì ăn bằng cái gì ta? Xương rồng nấu ra. Ui giời, con đấy thôi, con đấy thì ấy. Ui, lúa đây, lúa đây. Để ta chăn bằng lúa cho tí là ta thu hoạch. Đấy, ta có chăn ta thu hoạch chứ không lại bảo là ta sang đây ta xin ké. Ấy thì bây giờ là đâu rồi? Thanh niên mạnh dít thì ok là xói lợn này. Thế còn thanh niên tân mà lỡ là thanh niên đầu xanh đâu nhỉ? Đầu xanh nó trốn đâu. Trốn rồi nè. Chưa gì nó trốn nào thôi. Đây là ta chăn. À, ta biết lác ở đâu rồi. Có thể do con dài này nuôi đi mà. À, cái này phải triệt sản thôi để ta chăn xong ướt. Nhưng mà chăn bọn này xong có đẻ luôn không ta? Có, nó đẻ luôn ấy. Ui, nó đẻ lớn luôn à? Nó đẻ liền á, đúng rồi. Uầy, bọn này là nó không cần ấy à? Bây giờ bọn này ghê giống vậy. Ôi, được rồi. Ủa mà thanh niên đầu đỏ đấy, thanh niên có dùng thịt để nuôi cái gì không nhỉ? Anh niên này chắc dùng thịt để làm mấy cái burrito á, đồ ăn. À, thế à, thôi được rồi. Ta có công chăn rồi thì ta phải có công thịt à, như... Ui giời, đồng quá. Đây, ra thịt bớt đi. Chứ không nó lag server, tội server ra. Lạc quá rồi, như lạc quá các vị ạ. Ui dồi ôi. Trời, lắc thật ý, không phải lắc fake đâu. Mấy con độc dưới này ăn nấm nha sư huynh dưới. Ừ, ui ôi. Nuôi nhiều này không thịt bớt đi rồi, như con dài đấy đi. Tán gái tán gủng đi chơi đâu giờ không biết nữa. Ui. Ui, đánh vài con nó đã được gần 2 stack rồi, nhanh thật. Trời, nhiều vô cùng cả.
Ok ok, thôi được rồi. Này ai có rừng su cơ cho ta mượn cái rừng su cơ để ta khuân đống này về với. Hả? Ui giời, ui bữa béo béo béo. Này xui anh ơi. Hả? Này, rừng nào, 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 ta xem nào. Này, như được quá nhỉ. Này, đây, bên đây, này, đây, đây, bên này quên mất là bên này có nền công nghiệp thịt ở đây rồi. Như ta quên đấy, đâu đâu đây. Đâu. Ờ, thằng nào đấy. Dài vẫn thiếu nha, này như vẫn thiếu mấy cái. Thôi được rồi, đã chấp nhận. Ờ, đâu. Này còn dư mấy rừng, 2, 3, 4 cái rừng su cơ trống nào cho ta nào. Ôi, nhiều lắm. Ừ, lên lấy cho ta đi. 4 cái nhá, để ta lượm hết đống thịt mắc ca để ta mang về. Ta có công, ta chăn chăn lớn bọn này mà. Tất cả là công của ta. À, mình bật cái này đi, bật này hút cho nhanh, đỡ mất thời gian. Này, như đấy, thế cho nhanh. Rồi. À, con giời này chăn không thịt đi, bảo sao nó lắc. Cái này là tôi nhân danh như chủ server, tôi ở thay trời hành đạo. Chứ tôi không có, đấy. Mũi này vẫn lắc lắm. Rồi, ok, mấy con này phải xử lý nó ngay. Trời đất quỷ thần ơi. Nuôi mà không có trách nhiệm với cả xã hội gì cả. Quá thất vọng. Đâu nhỉ? Cái này nó ở đây. Cái xanh xanh này, con này ăn cái gì mà nó lại ra miếng thịt xanh nhỉ? À, ô thật đấy. Nó ăn lúa luôn, nó sẽ quên. Ừ. Đây này, đống cừu này mới sợ này. Này, như đồng như thế này. Không thịt đi. Không chấp nhận được. Ta thịt bớt đi, mà ta chăn nó đẻ thêm, nhưng nó lác lắm. À, xin anh ơi, để vứt ra đây này. Ừ. Đâu, đâu, đâu. Đấy, bà giường ạ. Đấy, nhặt rồi. Rồi, rồi, ok, 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 để ta... Ta để ở đây. Trời ơi, lắm thứ quá. Trời ơi, đúng len luôn. Đấy. Được quá luôn đi, 10 điểm vì anh đài này xóa nợ luôn. Được luôn đi, là như cái thứ ta đang cần đây. Trời ơi. Sao bên này nuôi không thịt đi mà cứ phải để đây nhở? Có thịt mà. Có thịt sao nó lớn đông như thế này mà không thịt đi. Trời đất ơi. Chắc là do nuôi cho nó chăn bé chưa thịt được. Ui giời ơi, ta là ta thấy lác bảo sao ạ. À, lúc này phải mấy trăm con. Ôi chết dở, để nhầm luôn mấy dương trứng rồng đây. Cái gì đây? Ơi giời, tôi giết tí tôi chăn lại luôn. Này như nó lác thế mà còn để. Nhưng mà giết thì giết mấy con nhiều ấy. Đừng ừ, ta con. Giết mỗi con cừu với cả con mắc ca, ta giết con gì nữa đâu. Cừu ở dưới này, giết ở ừ, dưới. Ừ, ta giết ở dưới chứ ta có giết ở trên đâu. Trời ơi, làm như ta gà lắm mày. Mà cái cúp kia ta không cầm nhá, mà như... Lấy hết sạch luôn hả? Lấy đâu hết đâu ta, muốn nửa mà. Đài nhìn nhầm sao ấy. Nhầm cái gì? Cày mãi được cả một... Thôi được rồi, ta chăn cho, mỗi lần ta rảnh ra qua đây ta chăn cho lại đầy luôn đi. Có bao ừ, nhiêu đâu. Vứt len, để len trong giường đi. À, len vị này dùng làm gì à? Dùng mà. Ủy thế mà không bảo ta, ta biết đâu. Tựa ta check lại trứng rồng của ta đó, này cái quan trọng. Ta check 3 rồi nha, mình đài thầm cúp của ta. Ta nhớ hôm đấy là ta ấy mà nhở. Rõ ràng nha này, hôm đấy ta nhớ rằng là ta bảo là sang đây ta hỏi là có cái oxygen không, ta hỏi là cái gì nào nhanh đúng không, sau đó ta Vinh Đài đưa cho ta đưa cho rồi, xong rồi ta bảo là ui bây giờ đi đào à, xong ta hỏi lại ui ở đây còn đống này, bảo ư thế thôi, này ta giả lại này đấy, ta nhớ là như thế mà, như Vinh Đài có nhầm không ấy chứ. Thôi được rồi, thế Vinh Đài ở đây chăn đi để ta về ta tìm cho nhá. Một người làm một người hổ chăn đi. Vinh Đài chăn hộ ta, ta về kiếm cái cúp cho rồi. Cho cái gì đi chứ? Thì bây giờ cho được cái gì? Bây giờ kinh nghiệm thì có bây nhiều giờ rồi. Sao nên giờ đi? Được, cái một stack để ta bài ra. Thôi hai stack, okay. Ba stack luôn. Khổ quá, sao nên giờ ta thiếu gì đâu. Quan trọng là cái cúp là gì ta cầm thôi nhỉ? Ta nhớ thằng đưa rồi mà. Trời, nó lag. Rồi, xem nào. Mình nhớ hôm đó là mình đưa rồi nha. Không có. Mấy dương su cơ là chắc chắn là không có rồi. Thôi được rồi, mang cho hai stack sao nên giờ. Chắc chắn là không có, vì đài này có nhớ nhầm không chứ. Tôi là tôi, là liêm chính, là liêm khuyết thế này, lấy đâu ra mà lấy. Không có đấy chưa, đấy như... Rồi, không có rồi. À như... Không có thì lấy đâu ra, ảo ta đây. Rõ ràng không có, vì đài này nhớ nhầm.
đang nói chuyện. Ý, nhầm, này pháo đài. Rồi, ta check rồi, không có mình này ạ, chắc chắn mấy ta không cầm. Mình này ạ. Thế thì chắc chỉ còn cậu bé ngốc rồi. Thật, ta không cầm, hôm đấy ta nhớ rõ ràng là ấy mà, này, cho hai stack sau này đờ. Đập tẹt. Ta nhớ rằng hôm đấy là ta mượn ở đây, nhưng ta mở dương này ra thấy nhiều obsidian, ta bảo ấy cho ta xin nhé. À, đang định đi đào obsidian để gọi là đi đánh boss mà check lại thì không thấy đấy đâu, thấy không cái... ta là ta không có cầm à, như hỏi xem cậu bé ngốc ra, chứ còn lại ta thì ta bảo cầm thì ta cầm, nhưng rõ ràng không nhớ là ta trả lại rồi. Ảo thật đấy. Thế nha, ta cảm ơn thịt nhá. Rồi ta lại đi kiếm thịt tiếp đây. Hả? Anh ơi. Đấy. Này cậu bé ngốc, có cầm cái cúp của anh không? Cúp của anh là cúp gì? Cái cúp của anh đảo nhanh ấy. Cúp quái vật ấy. Không, em đang tính qua mượn đây. Ôi giời. Trời ơi, thế ai cầm nhỉ? Ảo thật đấy. Từ để ta lên kênh của ta thật trích lại và hôm đấy ta nhớ là ta đưa nha. Này, ta đã check va rồi, thích người ta gửi link YouTube cho xem nhá. Đấy, như ba mặt một lời. Định vu ăn à? À, ta yêu cầu đòi lại công bằng, một dương thịt. Quá làng ơi, vu ăn cho người ta thể rõ ràng. Vừa vào một cái đã phủ đầu. Thôi nhầm cái gì? Đây nhá, thì cái lấy rồi còn gì nữa. Lấy rồi còn gì. Eo ơi, rõ ràng đấy, ta may là ta còn có cái va công nghệ va ở trên kênh của ta không thì đời này ta không rửa hết mối nhục à, như ta vứt lại rõ ràng huynh đài. Ta có biết bị huynh đài trả lại đâu, khẳng, ta khẳng, chỉ trách khẳng, được cái lúc sợ thật đây, khẳng định chắc nịch. Úi rồi, cúp đấy làm gì à, như ta đưa cho huynh đài cầm rồi mang đi đào ảo thật đấy à, như đi thôi đúng. Một dương thì đấy là biết ta được rồi, thôi được rồi. Ê, thì huynh đài có xương không, có xương không? Xương thì chắc là không. Đâu, xương không, ui hiếm thế cả. Thường thì chỉ có đi đánh quái thôi. À, thường thì là một stack thịt ấy à. Một stack thịt Dragon Meat là chúng ta chăn được một con rồng lên 5 tuổi đúng không ta? Không, hai, một stack rưỡi đúng không? Một stack rưỡi 100 con là à, thế bây giờ có đăng ký mấy farm xương không? Bây giờ ta cần gấp lắm. À, như bây giờ farm gấp thì đăng ký thì 3 stack sao bây giờ? Nhưng mà tóm lại là bao lâu xong chứ? Thì chắc là ngày mai xong luôn. Thế thì thôi, cái clip này ta mai ta đăng rồi thì ta hôm nay ta phải cày mà như xem nào. Ta nhân vị chi là một stack rưỡi đúng không? À, như một stack rưỡi. À, một stack rưỡi này, à, ta sẽ nhân 1.5. Đấy, mà nhân cho 100 con rồng cần ăn là 150 stack, mà vị chi cho là 150 stack. Trời đất quý thần ơi, từ 150 stack, ta sẽ nốt vào đây là 150 stack và từ đã 150 stack vị chi là một cái thịt rồng thì chúng ta cần 5 xương và 4 thịt đúng không? Cái gì được 150 stack rồi á? Không, ta đang tính để ta xem ta cần đi kiếm bao nhiêu. Ở đây là xem nào, ở đây là một cái thịt rồng này thì chúng ta cần 4 thịt. 4 nhân với cả 64 là chúng ta cần 256 thịt, chia cho 64 thì chúng ta cần 4 stack thịt. 4 stack thịt. Rồi 4 stack thịt và xương thì chúng ta cần 5 xương. 5 mà nhân cho 64 320. 320 xương mà chia cho 64. Phải không ta? Còn 5 stack xương. 5 stack xương là chúng ta ấy được. 4 stack thịt, 5 stack xương à? Phải không nhỉ? Ừ. 4 stack thịt, 5 stack xương. Là được 1 stack. Ui. Thế là nhân cho mới cả 150. Ui. 150 mà nhân cho 4. Hả? 600 stack thịt. Phải không ta? 600 stack thịt. À. Cộng thêm 5 kia. 5 mà nhân cho 5 mà nhân cho 150 stack. À. 750 stack xương. Trời đất quỷ thần ơi.
400 stack xịt, 750 stack xương, ta có tính sai không nhỉ? À, như... Ừ, nó sẽ sai ta. À, như... Mà một dương này thì được 27 stack. Ừ, 27 stack. Thế vị chi cho là ta sẽ cần bao nhiêu ta? 10 dương là... 270 stack. Ừ. Trời ơi, cái này ta phải cần đâu đó khoảng 20 dương. 325 dương. Ở 25 dương thịt. Ui. Ôi này chỉ mất. Cho ta về đây. Vị chi vô là để nuôi được 100 con rồng lên level 5 là mình cần đâu đó khoảng mỗi một tầm mùa 30, cứ tính trung bình là 30 đến 35 sở tách thịt và 30 đến 35 sở tách xương dương su cơ. Đây, để ta làm cái hàng rào, ta quay, ta ấp tạo 50 quả trứng rồng lửa trước này, nếu ta đi tìm rồng băng không có được. Đây là ấp trên này luôn nè, mà như dân chơi. Ui giời, cao limit rồi à, thế thì chịu chết rồi. Thôi được rồi, ấp ở dưới đi. Quá hợp lý à, như... Đây, làm cái hàng rào ở đây đi. Yên tâm là không có con nào có thể chui được vào cái lãnh địa đâu, yên tâm nè. Tạm thời là mình cứ dùng tạm cái ở đây. Xong rồi mai mình kiếm thêm rồng băng chăn nó lớn lên nữa mà mình xây quay cái công trình này nó khiến con người ta bị trĩ. À, không thể phá. À, như làm như toàn như đào luôn cái này không bằng ảo ra đây là như đấy con này là đây không có bật lửa không ta mượn luôn đi như đỡ phải đi xuống ấy. Đâu bật lửa đâu rồi? Ở đây có ác quỷ Free Fire mà không có bật lửa à? Giữ bật lửa với người mà. Cấm ở trong người. À, cấm ở người à? Trời, không có bật lửa luôn à. Ui giời, ui. Uầy. Thế từ từ ta phải đi chế nhà ở Dragon Egg à. Từ từ, cất qua trứng rồng đấy đã. Bán rồng Sliver à, cay thật đấy. Ta phải chế cái này đã. Que, phá xương, uầy. Chế về 50 cái gọi là ấy. Đây có chữ xương rồng này. À, lúc cái xương rồng thì đây là nhiều quá. Xương rồng thì mình cần không có á. Không tất đây. Mày xếp đường trống ta. Thế có que à? À đây que đây. Được cái đây tiện lợi. Đây thật là thích thú. My home. Trời ơi, cái này không được xếp trồng ạ. Thôi được rồi. Có cách. Đơn giản. Chế tạo năm để chế tạo gọi là vài cái xương. Đây gỗ đâu nhỉ? Đây gỗ rất nhiều. Có cưa không nhỉ? Không có cưa à? Trời ơi. Đây có cưa. Ôi thật là tuyệt vời. Ơ. Cái này không dùng được cưa à? Trời ơi. Cái này vẫn phải bỏ ra để cưa à? Trời ơi. Thật là khó chịu. Vô cùng. Cái này cho nhanh. Cứ hai chuột hai bên. Ok là. Rồi. Trời, công thức nó vẫn dính đây luôn. Đây. Cái dương là mình có thể bê được. Thế nên đâm ra là mình sẽ chế nhiều nhiều ở đây. Xong rồi mình bê một thả. Đấy. Làm lấy 4 cái xương to luôn. Như này. Ơ. Hảo thật đấy, không cho đặt đây luôn. Trời ơi. 50 cái này bạn ơi, nói chung mình phải bắt hết vào chứ không là mai nuôi không có được luôn. Cái rồng ấy sinh con ấy thì lửa băng được không hay là phải lửa với lửa, băng với băng? Ta cũng chưa biết được. Hai con đực nó đẻ được với nhau không nhỉ?
đâu, con một con đực một con cái mà. À thế à, tao tưởng thấy bảo là vì dân tình đồn thổi là con hai con rồng đỏ là con rồng đực mà con rồng trắng cũng là con rồng đực. À, như ông à. Thế vì này cho nó ăn một... thịt đi. À cho nó ăn, cứ cho nó ăn thịt nào để. Ừ, thịt bình thường ấy, ta nhớ rằng là cho ăn thịt bình thường ấy. Ăn thịt bình thường. Ừ thử nó là biết liền, là cho hai con đạt level max đi, xong rồi cho nó ăn thử xem. Không được nó biết liền. Ừ. Như ta nhớ mấy kiếp trước của ta là thấy như thế, còn ta bây giờ nó ngủ nhau gọi là không bị lâu ấy, nó không thấy có đứa nào. Ừ, nó không giống như bác người dân là cho ăn no rồi là đẻ đâu. Ừ. Một dương này là 64 đúng không ta? Một dương này là bao nhiêu stack nhỉ? Một 9. Dương là 54 stack. À ok, ta chế thêm một nốt tí nữa đã. 54 ạ. Ơ mạnh ơi, có sapphire không? Đủ thêm tí. Sapphire hình như có. Cho anh một cái sapphire, một viên nữa. Này, hai viên này. Đúng là nuôi rồng đây là một nơi lý tưởng cho ta. Mỗi tội là nó chưa có đủ thức ăn để nó ăn thôi. Này ta cho vị huynh đài mấy cái gọi là dragon hole ấy. Anh này có gì bắt nó vào đấy, ta tặng luôn cho nhức nách luôn. Cảm ơn ta đi. Rồi ta bay lên đây. Uầy, cầm dương quá đỉnh. Thế này lợi nhỉ? À, như này là cần cần gì là auto lấy luôn, bế nó lên đây luôn, mang đi gì vận chuyển luôn. Uầy. Này hai vị anh đài có phải ăn không? Ta có vật phẩm không cần ăn luôn. Hả? Luôn luôn no. Là nó tự ăn à? Ờ. Không đói luôn. Không đói luôn. Ờ. Không, ta ấy mà ta cũng tự ăn được mà. Đây này, chế cái Hairy Boy Stone này, Imu to Hungry và Inu. Tôi tính ra là thanh niên này cộng ở trong điểm skill cũng tự ăn tự no mà. Ừ thì đấy, thì cái vật phẩm này cũng tự no luôn, không cần ăn luôn. Trời ơi, cộng điểm đi cho nhanh. Cộng agility á. Ta không biết từ đấy nhá. Bây giờ ta đi xuống dưới kia ta đào 50 block đã. Ở cái chỗ farming ấy, farming cộng cái quả táo màu đỏ đi thì là nó tự ăn. Ai bật lửa. Rồi. Ác quỷ phi phai. Đây không có cổng địa ngục à? Trời ơi, dưới kia mới có. Ô, cổng địa ngục chỗ nào nhỉ huynh đài nhỉ? Dưới này. À ừ, vẫn chưa chuyển à, không chuyển à? Thì có ai chuyển đâu, một mình ta chuyển lâu lắm. Trời ơi. Huynh đài không biết bê cái dương lên, quá non. Ai như... bây giờ đào 50 khối ở dưới này. Úi dồi ôi. Trời ơi, cái này nó bây giờ nó dịch chuyển luôn đến đây luôn ạ. À. Phê. Như cái nách. Đào 50 netherite. Mình sẽ up hết 50 quả tà rứng này các bạn ơi. Xong rồi mai mình sẽ up 50 quả tà rứng băng. Sau đó mình sẽ đi kiếm thức ăn cho nó. Thế như cái hành trình kiếm thức ăn nó gian nan lắm. Nó không phải đơn giản đâu các bạn ạ. Ta sẽ cho là gọi là tập đoàn rồng nhé. Vua rồng. Ừ đúng rồi. Đây. Để mình đặt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Cứ đặt bữa ra đi. Bữa ra đi như cho nó cháy rực cháy luôn nè. Ồ, ở đây có gậy ở đây. Cho nó rực cháy luôn nè. Hơn cả Free Fire luôn nè. Đấy. Đây là gọi là vua rồng kết hợp với mẹ rồng. Ừ, cái này gọi là vua rồng hay mẹ rồng ta. À, như... Không, mình là họ là vua rồng. Đấy. Rồi, ok. Cháy nó có vào đây không ta? Được, bế nó ra đây đi. Còn chắc. Rồi, ok. Này sợ. Trứng rồng đây. 50 quả. Trời đất quỷ thần ơi. Quá đã. Cái này mà tự nhiên bị xóa nhỉ, ta buồn luôn ý. Quá đã. Rồi. Trời.
Nhặt vô nha, nhặt vô. Thôi, từ từ đã, mình phá chỗ này đi các bạn ơi. Mình phá chỗ này đi, mình để nguyên một dãy vàng xong nguyên một dãy đỏ, nhìn nó có vẻ logic học hơn. Nó đẹp đẽ hơn. Chứ không nhìn nó xấu á. Đâu cái này còn gì không? Ờ, nguyên một dãy đỏ đây. Nhiều quá. Cái này kể ra mà mình cố gắng kiếm thêm quả 50 quả nữa thì cũng được đấy. Nhưng mà mỗi tội là thôi. Nhưng mai đi. Nguyên ngày, 2 ngày trời mình đi kiếm 50 quả là quá mệt mỏi. Quá đủ rồi. Quá đủ rồi các bạn ạ. Ok. Đây. Ok là có bằng này nữa rồi bạn ơi. Ồ, tôi thánh thật. Phê. Đủ chưa ta. Còn dư đấy. À, nếu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oh yeah. Rồi. Đến giờ nướng rồi. Nào, nướng từ trong ra ngoài đi. Đấy, như tí nữa nó nở một phát thôi nha. À, bắt đầu là mình sẽ phải đi dùng cái gậy là mình wandering nó lại ngay các bạn ơi. Chứ không là nó nguy hiểm. Trời ơi, để nó cháy luôn này rồi à. Ảo thật đấy. Được rồi. Cho mày đấy đi, mấy con nó cũng không dại dột, nó lao xuống vực đâu. Ôi, 50 quả trứng rồng của tôi. 2 ngày trời của tôi, rồng băng thì chắc là phải 3 ngày quá. Ôi, rồng băng thì tí nữa mình cố gắng vậy. Ui dồi ôi, bọn lửa điên này. Mình ở đây phải dẹp loạn bọn lửa bạn ơi. Chứ không đông quá là nó ấy, chưa gì đã một cái nó bị ấy rồi này. Ấy, cháy đi. Cháy bập bùng trên cao nguyên đi. Còn cái chỗ nào không cháy không? Các bạn này nó spawn lắm đấy nhở. Lúc mình cần thì nó không spawn. À ông ra đây. Trời ơi. Nó lại bị ra ngoài rồi. Trời đất ơi. Từ từ xí khoan. Xí khoan. À. Không ấy, mình từ từ được không? À không, bọn này nó từ từ, bọn này đang phá hoại mình. Đi đây. À da, đây ta đưa xương với lại thịt nè. Nhanh ra. Đây. Cái này mà nếu tốc độ ăn thờ đấy nhỉ. Trời ơi, ta đi farm đấy này. Ây da. Trời ơi, thịt này mà như chế tạo được không? Được mà. Thịt thối. Ta chế bằng thịt thối mà. Trời ơi, thịt thối này là cái chế cái Slick Dragon Meat á. Phải không nhỉ? Chế được không nhỉ? Chế được không đấy? Anh Đài đi đâu rồi? Rồi, anh Đài đưa sang top game luôn. Trời đất. Ừ, chắc là chế được. Uầy, con rời này kiếm nhanh gớm nhỉ. Thôi được rồi. Giờ nó được 1/3 chặng đường thôi. Từ từ nha, chắc là mình sẽ gọi là bốn cái này không biết là ấy không, hay là mình phải tách ra nhỉ? Nghĩ là mình phải tách ra các bạn ạ. Từng ô một. Từng ô một. 10 con một nhỉ? 10 con một đi, thử xem là nó có lửa nó có cháy không nhá. Đấy. 3, 4, 5. Ok. Đó. 3, 4, 5. Đó. Cứ 10 con một đi, để mình thử đốt xem là nó có spawn ra quái vật không. Thế mà spawn thì chịu chết. Vào.
cứ cách ra, này, nếu cứ cách ra cho nó đỡ spawn. Bởi vì à, nó có cái nguyên lý đó là cứ gọi là đấy, chưa gì là mấy con này đó. Mấy con này ở đây à, cay thật sự đây. Tôi có thể nhốt đống này vào được không? Con điên này. Ừ, hình như là chắc là không ấy đâu. Đây mình cứ để cách ra đi. Đấy, cách ra là nó sẽ không spawn đúng không? 1 hour later. À, ấp mấy cái quả trứng rồng lửa ấy khổ thật sự bạn ơi. Mình cứ không được lại gần bởi vì sợ lấy nói chung là mấy cái con quỷ lửa nó spawn ra. Thế nên ra nó bị vỡ trứng. À, hình như là có một con nở đấy. Thật như đúng rồi, hai con luôn bạn ơi. Hai con luôn, hai con, ba con lửa luôn. Rồng tôi chưa biết là có con nào không nhưng mà chứ. Ra đây, nhanh khẩn trương lên. Ra đây hai cu. Nhanh. À, như ấp trứng rồng lửa chắc là nó khổ cực. Bao giờ như ấp trứng rồng băng này mình nghĩ rằng dễ hơn bởi vì chỉ cần đổ nước vào thôi bạn. À, ấy bắt đầu nở rồi. Bắt đầu nở rồi bạn ơi, mình nghe. Đấy úi xôi ơi. Sao lại cứ đây ui đông nhung nhúc rồi bạn ơi. Úi xôi ơi, bắt đầu cuộc hành trình nở liên tục các bạn ạ. Ấy ạ. Cái gì đây? Ấy ạ, bình tĩnh mày ra tận đây mày bắn cái gì đấy? Đấy, bắt đầu nở hết rồi bạn ơi. Bắt đầu nở hết rồi, chỗ nào nở nó tắt lửa bạn nhé. Đấy, úi giời ơi. Hai con rồng gai. Ok, bạn ơi, rất nhiều rồng. Ủa, tôi đã bắt đầu thấy lác lác rồi đấy. Đấy như tôi bắt đầu thấy lác lác rồi bạn ơi. Rồi, rất nhiều rồng đang đừng nở bạn ơi. Lác rồi, tôi thấy lác rồi. Rồi, tôi thấy là đi vào chỗ này. Ui, nó lác rồi. Rồi. Ok. 50 con rồng của tôi. Mới chỉ là 50 con rồng thôi mà nó đã thế rồi thì là bắt cái... Ê, mày nhìn cái... Mày nhìn cái khỉ khô gì? Hết chưa? Trời đất, thánh thần, quỷ thần ơi, nó lác. Trời ơi. Cái này có khi là mình phải bắt vào nhanh các bạn ạ. Vứt ít lửa chùa đi đã. Vứt cái này đi các bạn nha. Trời đất thánh thần ơi. Từ dụ con này ra đây đã. À nó lag các bạn ơi. Thật sự luôn, vào đây là FPS giảm luôn này. Trời đất quỷ thần ơi. Free Fire ơi, lửa chùa ơi. Oh my god. Trời ơi 50 con rồng. 50 con rồng nó lag các bạn ơi, nó lag. Oh my god. Thế này tôi mà chăn lên level 5 thì thôi ơi, cái server này nó sập các bạn ạ, nó sập cái đùng. Ok. Từ từ nha, đánh nút bắt hết vào đây bạn. là nó lag. Nó lag quá. Cứu tôi với. Đây bạn. Ok. Cái gì đây? Đấy, sự kiện khỉ khô gì các bạn ơi? Tôi đang nuôi rồng nha. Đứng với sự kiện sự củng đi nha. Sự kiện gì đây? Đấy, như đang nuôi rồng của ba. Từ ra ngoài nào. Ui giời ơi. Sự kiện mùa đông băng giá à? Trời đất ơi. Thế được rồi. Để xử lý bọn này đã. À, mà đấy nó lắc quá, mới được 10, thu được 10 con bạn ơi. Vào đây, bơi hết vào đây, để mình xử lý con này. Và như, mày bắn vào dòng con rời vanh. Đấy, không sao, xử lý hết mấy con này đã, xong rồi chúng ta tiếp tục thu dòng bạn ơi. Rồi nó lắc, FPS nó giảm luôn ạ. Nhờn với chúng tôi này. Rồi, ok, hết spawning rồi. À, như đúng là 50 con rồng này nó cực khổ các bạn ơi. Thật sự nó rất cực khổ luôn ấy. Ui, nó lag. Tôi ấy nó lag rồi. Trời ơi. Rồng sao chui sẵn xuống này rồi ba. Tôi có đào dưới đâu mà nó chui ra đấy. Ui, nó lag quá. Oh my god, nó lag.
Lo lắc. Lo lắc. Đừng có nào chết nha. Và nếu ok. Thu hoạch nhanh, thu hoạch bỏ vào. Thu hoạch bỏ vào bạn ơi. Lo lắc quá. Đừng có ngồi lên đầu nữa. Và nếu chui vào bình đi. Ok. Kêu nhiều quá. Chui vào bình đi nhanh lên, khẩn trương lên lo lắc server. Trời ơi. 50 con rồng. 50 con rồng cái khỉ khô gì. Khổ sở. Tài. À, thế mà ngày trước như 50 người con lên rừng, 50 người con xuống biển nhưng mà vẫn nuôi được. À không, cái đấy hình như không nuôi. Tài. Tự đi kiếm sống nhá. À, như đáng nhẽ rồng này cũng phải tự đi kiếm sống đi. Trời ơi. Tao phải mẹ của chúng bay đâu. Ủa, nó lag các bạn ơi, nó lag, mình không có thu vào được luôn à. Đây, lấy thêm. Chưa biết có đủ 50 không hay là tí như à vậy đó, ở dưới này bảo sao hình như nó bị lủng một lỗ. Trời, đừng nói là con rồng nó cắn được Obsidian nha. Đừng nói con rồng nó cắn được Obsidian nha, như răng bằng những bê tông cốt thép và cắn được Obsidian là ta chịu chết đấy. Ai. Trời ơi. Trời đất quỷ thần ơi. À, chắc ngày mà mình nuôi được cái gọi là mấy con này nó lên stick 5 thì chắc là ngày server đóng cửa quá. Thả 50 con ra sập server luôn. Như thả à đâu thả 100 con ra chắc sập ra server luôn đấy. Thấy nó lag, chưa gì nó lag. Lag điên lag đảo. Cái con úi giời ơi này nó cứ bắn mình rồi, là như nó cứ bắn mình thôi. Trời đất quỷ thần. Trời đất quỷ thần ơi. Mày bắn cái khỉ khô gì? À như tí tao nói chuyện mày sau. Từ từ, chưa được các bạn ạ. Chưa bắt được hết. Nó vẫn còn nhiều lắm. Bực thật đấy, là như mấy con kia nó cứ đứng ngoài nó bắn rồi. Xuống á. Ok à. À mấy cái này có rồi bạn ơi. Hết chưa? Có con nào nó bị như rơi xuống đây không? Trời, không con nào các bạn ạ. Đây. Đấy, nút kiểm kê lại các bạn nha. Bình thường cái này là 64 đúng không? Cái này là 64 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây, bây giờ là mình sẽ là... Để check xem là một hàng này. Ui, nó này nó không xếp giống được giống cái. Một hàng này. Hai hàng này. Ba hàng này. Bốn hàng này. Năm hàng các bạn ơi. Năm... 5, 9, 9, 5, 4, 5. Ok, 4, 5 rồi. Cộng thêm 5 nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Ồ, đủ. Nguyên zin là như đủ 50 con. Tao điên lắm rồi nha. Tao điên chúng bay lắm rồi nha. Mày nhờn. À như bọn này nó cứ đánh xong nó lại bay ra một chỗ khác cục đài chúng nó. Không thấy chán à? Mày không thấy chán à? Rồi ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok đủ rồi, 9, 5, 4, 5 rồi. Cộng thêm 5 nữa là 50 rồi. 50 người con rồng của chúng ta rồi. Tỷ lệ rồng được rồng cái hình như là rồng rồng nào nhiều hơn ta? Cái. Được cái. Hình như cái nhiều hơn được. Ừ, cái nhiều hơn được rồi. À, giới tính lứ là nhiều hơn giới tính lam rồi. À, như thôi bây giờ mình có nên khóa nó vào không ta, làm cái khóa nó vào để cho nó đỡ nổ không ta? Thanh niên đầu đỏ có ở nhà không? À, chứ để tôi xin lấy cái khóa. Alo, về nhà tôi bảo.
huynh đài ơi. Trời ơi. Cái khóa không? Có cái khóa ở đây không? Mượn cái khóa coi. Huynh đài này không có nhà rồi. Trời ơi, nhà như cái chuồng heo ấy. À, đi cái khóa đâu. Thôi được rồi, chắc là mình sẽ cất vào ấy đi, cất vào dương su cơ đi, cất vào dương su cơ, sau đó thì mình sẽ gọi là cất vào dương en đi cho chắc các bạn đây. À, ăn chắc mặc bài. À, giờ tôi lại phải cho vào đây là đau lòng, là sảng xí đế.